cả nhà luôn. Nay tới cử thăm lưới nữa nha mấy bạn. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Lời đầu tiên cho kênh Sông Bắc Sông Hậu TV, chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nhấn chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm động lực tinh thần làm những video tiếp theo nha. Bữa nay mình đổi cái máy khác để quay nha cả nhà. Ổng gài do điều kiện mình cũng chưa bật được chế độ kiếm tiền, kinh tế cũng eo hẹp nên là không có đầu tư máy móc gì chất lượng, nên là quay nhiều khi nó bị nhè cái hình ảnh, mong cả nhà cũng thông cảm cho anh em mình nha. Hôm nay mình mượn cái máy của bà xã mình đi quay nha. Thì cố gắng khắc phục những cái hình ảnh đẹp, lấy nét đẹp nhất cho cả nhà xem nha. Thì hôm bữa cái clip dính chính con đó mà hình ảnh nó cũng không chất lượng, không mong cả nhà cũng thông cảm. Bữa đó là trúng nhất nha cả nhà. Thì hy vọng bữa nay anh em mình thăm lùng bẫy này trúng lớn nha. Thì cũng ngày hôm qua cũng có mưa nè, sáng nay cũng có mưa chăm chăm nè, hy vọng là thu nạp thêm vài em hữu hành nha. Nãy giờ chỉ có con cắn chết thôi mấy bạn ơi, chưa có thu hoạch được, dính con má chết nè. Đây dụng cụ mình đang theo nghe mấy bạn, này thuốc hút của mình, rồi hai túi lứ lụm thêm cái bao để dành ở đây, đây cái áo mưa, máy tài lứ, máy tài lứ để chuẩn bị cái gì dặm thêm cả nhà. Rồi anh em mình tiếp tục đi thăm bẫy nha, nãy giờ đi thăm ba bờ rồi mà không dính. Dính con mà chết rồi. Rồi cái nào bẫy nào có dính mình mới quay nha cả nhà, để nhiều khi mấy bạn không hiểu rồi mấy bạn nói sao dính liên tục đó, thì để tránh mất thời gian cả nhà xem nó nhàm chán rồi chờ đợi lâu nữa, nên là mình sẽ cắt hết cái nào có dính mình mới bấm máy cho cả nhà xem nha. Rồi mình đi thăm bẫy thôi. Chuối này mình có con tay không gầy 5 con nha cả nhà. Chuối thiền thoại đó các bạn, đây là nữa kìa. Chuối thiền thoại. Các bạn nhìn thấy cục chuối này thiền thoại không? Đồ, trời ơi. Tại nào nó không dính dính ngay tay này hoài mấy bạn. Tự tin luôn đó, lại đây là nó thế nào cũng chắc mấy tay kia không dính là tay này khai trương đầu tiên rồi đó. Nó dính con mà nó chết ngắt mấy bạn ơi, rồi mình không có quay mấy bạn xem. Rồi tay lưới quyền thổ gì. Con này con thứ 6 tay lưới nha cả nhà. Con đầu tiên của anh em mình đi thăm bẫy ngày hôm nay. Tay lưới quyền thổ đi chứ. Chỗ này nó ấm làm sao đâu ha, đá hả? Bắt buộc phải đi ngang đường này. Mấy tay bên kia ngon không dính tay này không? Giờ tay nãy dính chặn dính hết rồi, còn mình sao mấy tay kia dính được. Đây bắt buộc phải đi ngang góc này, đâu đường đâu đi. Trên đó là bờ mà. Rồi, em mình nó đang làm công tác quen thuộc là sẽ cắt lưới gỡ nó ra nha cả nhà. Con này chắc khoảng 3 lần rưỡi 4 lần. Dính quá nhiều mặt. Cắt cái nguồn cho lưới. Buộc phải cắt lưới thôi. Màu đi. Bữa nay mình mượn cái máy của bà xã mình, hy vọng là hình ảnh âm thanh sẽ sắc nét hơn nha. Đã cái tài lưới này chơi con thứ 6 rồi đó. Đi lại thôi, đi thăm coi mấy quận này nữa, quận thứ 8 thứ 9 gì mà dính 6 con nha cả nhà. Tạc con lặng dính 2 con. Bữa hôm có cái video mình up lên nó dính 2 con đó, rồi một con ở ngoài nữa mà em mình nó lo nhìn tay lưới mà rồi con ngoài chạy. Con này còn đẹp. Vậy là nữa là đổi từ lưới khác. Thử sao dính nữa đổi thì khác được. Các banh chành từ lưới quá trời luôn.
cắt mình không giá lại, lỡ gắn nó đi nhắm cái lỗ đó chui ngang. Cái tay này lần trước mình đã thay không? Con lần thay, lần thay gọn tay rồi đó. Thay gọn tay ha. Sáu con là hai, sáu con hai tay ha. Sáu con hai tay là đấu lỗ hết mấy bạn. Trời ơi lớn này lỗ. Tay. Đây. Gắn này còn đẹp mấy bạn ơi. Không bị chạy chùa nhiều. Rồi một con lãi đầu tiên nha mấy bạn. Ta hay còn kêu là gắn hổ mây nha. Gắn này không độc nha cả nhà. Có một bạn comment hỏi mình đó, hy vọng bạn đó coi clip này cũng mình có thấy mà comment lại nó dài dòng ha. Thì bạn đó hỏi lưới đó mua ở đâu, thì mình ra chợ mình mua cái dạng lưới thứ này nè cả nhà, lưới làm chài vậy mấy bạn, làm chài á. Rồi mình mua dây viền đó, dây viền á, làm viền trên viền dưới. Mua dây này là dây thái. Đó rồi về mình khoan ra ví dụ như một thước hay là 6 tấc, 8 tấc, 5 tấc đó, tùy theo mấy bạn muốn làm cái bờ mình đế, cái bờ mình văng đó rộng hay nhỏ. Nhưng mà theo mình thì mấy bạn cũng làm 2-3 thứ đi đấy, nhiều khi có khúc bờ nó dài, khúc bờ ngắn nữa. Rồi. Rồi nghe mình sửa trong xong rồi. Nó ở đâu mình mua về rồi mình tự làm nha cả nhà. Mình làm hai cây hai đầu rồi mình đi văng thôi. Còn chục tay dính khoảng nhiêu con thì đó, đó thì mình cũng trả lời mấy bạn đó là tùy theo chỗ dùng có gắn hay không nha mấy bạn. Chứ mình không đảm bảo được, nhiều khi chục tay nó dính 7-8 con, chục con chừng, chục tay nó không dính con nào cũng chừng, tùy theo. Rồi anh em mình đi thăm bẫy tiếp theo thôi, linh tinh linh tao rồi. Anh em đang đi thăm tay lưới nghe mình bay chụp luôn mấy bạn ơi. Nhưng lãi hả? Lãi nhỏ hơn đây gì cũng được. Như con cá bơi lớn là người ta thu mua phải không? Bơi lớn cũng mua chứ ha, mà con nhỏ thì mua rẻ. Ừ, có con đuôi ngon hả? Con này cục đuôi. Bạn, ngay ngắn cục đuôi mấy bạn. Gắn này làm như có ai nắm đuôi nó sức hay gì mấy bạn. Bỏ vào. Nãy con nãy dính lưới đó, dính chụp con là hai con nghe hả? Con lặn không chịu lặn đi luôn nha. Cái chùi chùi đầu lên có vậy. Nhúc nhích nhích tới hoài đó. Tưởng bự mà gắn nhỏ. Bãi lưới mình văng vòng vòng đây không dính nữa. Chứ lú ra là dính rồi, tại lưới. Mình văng này lọt lưới. Mình văng vòng vòng đây hết rồi. Bố trí hơn thiên la địa võng. Em. Bữa nay nhờ chặn cuối cứu vớt rồi mấy bạn, chứ thấy ở đây sao? Nãy giờ bữa nay dính hơi yếu rồi đó. Đường này yếu rồi. Nãy giờ như có hai con mà chết hết một con rồi mấy bạn. Còn xài được một con. Đó. Rồi, mình đi thăm bẫy tiếp thôi. Đang đi thăm tự nhiên gặp nó trên mấy cây chàm nè. Bay xuống má nghe mình chụp luôn, bấm máy lên. Rồi, anh em mình đi thăm cái luồng mới nha cả nhà. Mới này nãy giờ máy tay không dính. Đây mình có tay. Xong. Ồ. Lại. Ồ cũng lại bự. Cũng lại đực. Mấy con đực mạnh lắm, nhổ đại luôn. Con đực nó mạnh lắm. Nó văng ra đại luôn trời. Mấy con đực á, mấy cái nó yếu nhưng đực mạnh. Cũng mập. Rồi, con quay dùng móng lớn này. Chỗ này có tay nha mấy bạn. Này mình mới lên đây văng thử mấy tay mấy bạn, chưa dặm vô nữa, mình dặm mấy khu đây đó mà. Mấy đường này thấy không được quá nè. Rồi công tác quen thuộc là mình sẽ cắt lưới. Hết biết lãi này bự. Con này con đực nha mấy bạn. Con đu dài là con đực phải không? Ừ. Đu ngắn là con cái. Thon hơn mà mạnh hơn. Mấy con cái ít có nào nó nhổ đại lớn nổi lắm. Mấy con đực mạnh lắm. Mấy con rắn bự hay mấy bạn là nó không thua gì hổ ngựa, nó mạnh á. Mà nếu như con hổ ngựa mà bằng với nó vậy là căng không bao giờ nặng nữa. Trong các loại rắn, con rắn lãi là cái gì nó coi coi mà nặng nhất. Nhỏ với nặng. Con này dễ gỡ ha. Con này dính mấy mặt, con này chạy. Đây mấy bạn.
tiếp tục. Rồi, bỏ vô luôn. Rửa một cái. Rửa một cái cho nó đẹp trai lại đi. Mấy bạn nào có gian là trải nghiệm giống mình mang gian lại dính lưới này á, nếu mà mấy nguội địch tửa mấy bạn nên rửa và về mấy bạn đừng nên nhúng nước nữa nè, để khô. Nếu mấy bạn nhúng nước là nó sẽ bị lầy cái để nó là ra mấy người bạn hàng người ta sẽ chê gắn mình nữa, là để khô nó con gắn nó khô rồi nó sẽ bớt thèm. Đây cũng có thành quả nghe các bạn, cũng nặng nặng đó. Dâu con đó cái được lại quậy mà tưởng là không ngựa không hành không, mấy bờ này nữa cần thiết phải gian thêm. Các bạn nói kêu mình mai túi chín gian đi. Từ từ mấy bạn, mình xuống hết lưới đi. Mình xuống khoảng gài là chưa có được một nửa lưới của mình nữa. Không có thời gian mấy bạn ơi. Đi thăm dặm dặm thêm không ít lưới. Rồi, em mình xử lý cái lưới lại, sửa lại sang lại cho ngon lành. Gian lại nha cả nhà. Rồi, sẽ có một ngày mình sẽ ra một cái clip để hướng dẫn cách làm lưới này cho mấy bạn nào mà có đam mê làm lưới gắn nha. Sẽ có một clip để hướng dẫn cụ thể cặn kẽ hơn để cho mấy bạn học hỏi làm theo cũng như là cái trải nghiệm cái lưới gắn này nha. Mình sẽ văng từ đầu cho mấy bạn coi. Mấy bạn nào mới vào nghề đó, mới chuẩn bị có niềm đam mê giống như anh em mình đó. Còn mấy bạn mà đã lâu năm rồi thì mình không dám nói nha, tại vì mấy đó nhiều khi bắt thầy mình rồi. Rồi thôi mình xin bấm tạm dừng đây, nào có dính nữa mình bấm máy tiếp nha. Mình có một tay mấy bạn. Dính con đó mấy bạn. Nó là bự. Không phải mấy bạn này. Anh dùng cũng đỡ gì cũng luôn ta lứ rồi. Nó ngăn lại đực mạnh hay ớn hơn nè. Con ấy không mạnh cũng đực mạnh ghê. Trâu. Đó, bạn thấy gì không? Thấy gì không? Đó, trâu trâu, nó dài kìa. Chạy không nón với nó luôn rồi. Nhổ ta lứ. Mấy bữa nay trời mưa đất mềm các bạn, dễ nhổ. Đực mạnh ghê thiệt. Đực mạnh lắm, xí canh cái người dữ lắm vậy. Phải nhiều khi nó đi bất lứ rồi. Mạnh như hổ heo vậy đó. Mà mấy hổ heo nó nhỏ đâu lại nữa. Đây nó đã xa lưới. Quậy gì nữa em ơi. Em tới đây đã dính rồi. Con này nhìn đẹp hơn con nãy ha. Con nãy bị gùi đó. Con đầu tiên đẹp nhất. Dữ quá. Nhiều lắm. Cắt này 6 bị mắc lưới. Dính này với đây 5 con. Sắc mình ghim lắm rồi. Đây con mặt lên. Rồi, quá ngon rồi. Trời ghét này được. Đây mấy bạn ơi, cỡ 4 lần gửi mấy bạn ơi. Con lực này nặng dữ dài. Nhiều khi mấy bạn thấy mình nó nhỏ nhỏ, mấy bạn mà nói mình nói dốc chứ con gắn lãi á, mấy bạn không tin bữa nào bắt thử đi. Nếu mấy bạn đo bất kỳ gắn nào bằng với gắn lãi, không bao giờ nặng hơn loại gắn lãi này. Nó ngộ vậy đó. Gắn nước, hổ hành, con nào bằng nó đi là căng nhẹ nó hết trơn. Nó nặng lắm. Rồi, con thứ tư nha cả nhà. 3 con dính lưới, 1 con chụp tay. Chết hết con bỏ rồi mấy bạn ơi. Chết hết con. Mình không quên bỏ. Chết sình nên không quên. Đây. Cái kia ngoài vậy đó. Cái máy à? Hồi để con vô. Còn mấy tay nữa hết nha mấy bạn. Rồi tới mình về dưới mình đi luồng gần nhà. Còn một luồng nữa. Rồi. Ngay đi mình tạm xử lý đây. Chi máy rồi em mình sửa tay lưới lại rồi văng lại mình đi thăm bẫy tiếp nha cả nhà.
hai anh em mình đi tới nơi thú phát hiện một thú rất thú ngon trời, ngắn bự mà nó bự nè con, trời bự 600-700 gram lại khủng chết chết mà mình xử lý mình còn mệt thêm nữa. Thú quá thúi, thúi dữ lắm thúi, trời trời bự này chứ, dính bữa trước ha, dính bữa em mới văng luôn. Bởi em sợ đó em mới nói anh, nói đặng quạng đi chứ ngại dính mấy dữ. Quá uổng rồi bạn ơi, cái lùng mới nữa nha. Rồi nghe mình nó xử lý nó giải phẫu tử thi nó lấy ngay tài lứ mà. Giúp tài lứ cho nó lành lành lên chút. Quá thúi rồi, uổng quá uổng rồi bạn ơi. Rồi chọn chuyện không được rồi. Chỉ có một biện pháp một thôi. Rồi thôi em mình xử lý nha, mình tắt máy nha. Ủng quá ủng rồi. Rồi mình xuống cái luồng thứ hai nha cả nhà. Nãy giờ mệt cũng chết mấy bạn, không dính chưa? Lộn xỉu quá. Rồi phía trước này mình có con tay nha. Trời ơi trời, lãi nữa mấy bạn ơi. Lãi nữa. Thấy mà thấy lãi quá mấy bạn, lãi chứ. Sống không? Lộn nổi luôn. Sống sống sống. Sao không hành động gì hết mà lãi quá vậy ông? Sống 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 này mới dính tột tột quậy mưa này chắc dính chuyện qua tôm tắt rồi hổ nón nó luôn đây nè, nãy giờ lội nó chết luôn hai em. Con này nhỏ rồi bạn ơi, con này chừng khoảng ba chấm không có chạy chứ gì. Dạ không hả, không có chạy con cá nữa không? Trời gì bác ơi, vậy là số là ăn con cu phi đó rồi đó. Được một em nè chú hai. Dạ hả? Dạ. À, gắn lãi chú hai ơi. Gắn lãi rồi, gắn ghẻ tiền. Có dính cũng mừng rồi chú hai. Có dính cũng mừng rồi. Đó, chú hai đó. Đó, ông là... Giữ cái bệ này đó. Giữ cái bệ này đó, ông là ông thần ở đây đó. Chúa bệ luôn chứ không chúa người ta ở đảo được kêu chúa đảo, còn chú hai ông ở bệ kêu là chúa bệ nha. Cái bữa mà đi vô xã đó, mấy ông xã mời tôi đi vô trong xã chỗ đó ông hai, bữa đó mà có ấy mấy ông khỏi tùm lum cho hai dân mà vụ bữa ông ba đó ha. À, chú cây đó là nó hỏi đó là từ cái thành thần sao thì sao rồi đó là dựng hiện trường bữa đó lại thằng nhà của ông Ba Linh đó rồi. Ừ. Bởi vì nhất cận thân nhị cận lân tôi ở đây nè, giờ thử cho mấy ông mời luôn. Đúng rồi, phải mời làm việc luôn chứ. Ừ. Con này còn quá im. Không đặng nữa bạn ơi. Thôi, ôi đi á. Đồ này á. Dơ với mày. Quá dơ rồi. Cứ này mình tính như cứ gò mình chơi thêm cái túi này mấy bạn. Ừ, tính thêm cái dính mà. Luồng này nãy giờ dính yếu quá. Có mấy con một. Luồng nãy chảnh được 3 con nè. Nãy chảnh 5 con là nghe mấy bạn, mà nó chết hết 2 con rồi. Còn được có 3 con, mình chụp được 1 con nữa 4 con. Đây dính 1 con này nữa là được 5 con. Trời ơi, nãy giờ gắn lãi không, không có gì khác chứ. Lãi không. Lãi giết anh em mình lội không nổi mấy bạn. Lội giết về anh em mình đi sổ lãi luôn á. Chú hai khoái cười quá trời ha. Anh em biết sao không? Mấy đồng nghiệp của mình đây đặt 3-7 gắn đó, giết dính hổ hành như mà 3 con gắn hổ ngựa giết là không còn nữa, chỉ có gắn lãi với gắn nước là cái nhi là còn nhiều á. Còn ngoài ra mấy khoái gắn kia thua rồi đó. Quá trời đặc lập rồi các bạn ơi. Rồi em mình nó sửa tay lưới lại nha cả nhà. Đứa này bữa hổm đi ngang nó cây cỏ đồ mọc hết. À, nhân tình đừng nói có lương nha. Rồi thôi mình bấm máy tạm dựng đây nha, nào có dính nữa mình bấm máy tiếp cho cả nhà xem nha. Rồi chú hai nãy nói lội sổ lãi luôn, cười quá trời cười. Đây mình có tay được rồi, dính gắn nước mà nó màu vàng gắn lạ đó mấy bạn. Gắn vàng nghính luôn. Dính gắn lãi
lấy không? Nhấn lại nha thằng này. Chết. Trời ơi, uổng vàng nín. Còn ăn được không? Được. Này nó ăn được. Chết rồi các bạn. Sao nãy giờ dính ăn được không hả ta? Này nó ăn cái con gì đây nè, nó nghẹt thở. Mấy bạn ăn cái nó dướng lưới mình, mấy bạn cái nó nghẹt thở thở không được nữa hả? Mới chết rồi các bạn. Không được, chết. Còn ăn được nha. Uống mèo. Rồi, mình sẽ giải quyết nó. Chết rồi chứ sao không chết rồi. Quá nhiều lưới. Con nữa này nữa là con thứ 7 không ta? Nãy chị anh dính mấy con. Nãy chị anh đầu trên mình dính mấy con. 5 con phải không? 5 con. 5 con với con chụp là 6. Chết 2 con. Chết. Còn 4. Còn 4 con. Xuống luồng này dính 2 con. Nãy con giận con. Nãy con sống giờ con chết. 4 với 2 con này là 6 nữa. Vậy thì mình được 5 con sống, 1 con chết. Nãy nó không có gắn mặn, giờ có gắn về mặn rồi nè. Rồi. Cắt hả? Cái này dưới đây dục lắm. Cái này nó quá nhiều lắm. Ủa nó ăn gì bụng nó hết biết. Chuột quá. Để thở không được đó. Để mình khám thử rồi mấy bạn. Chắc nhái quá. Trời ơi. Trời ra luôn hả? Tới đây sao sụn rồi mấy bạn. Ghê quá hả? Tới đây ra luôn rồi. Cứng đây rồi. Không ra được. Rồi. Rồi. Cho nó vô gió đi Tâm ơi. Nhái. Ghê quá. Cho ra đi. Nấu giờ mấy bạn. Nhái. Ấu được mới chết đó. Nhưng gắn này mới dính. Ấu được thở chết mà. Đâu bự gì? Con nó bự nó quật cái nít lên. Lâu lúc rồi đó. Rồi em mình đã xử lý tay lưới này lại nha. Nghe thử rồi có kêu không nghe thử. Nó nhà gắn nó cắn ếch này nè. Cắn cái một quạt xuống nước luôn lúc. Rồi bấm máy tạm dừng đây nha. Còn mấy tay nữa hết rồi. Tất cả các bạn nha, anh em mình về tới nhà nè. Anh em mình tổng kết cho cả nhà xem nha. Đây được nói. Mấy trăm gram nó nói nè. Con cá lóc. Con cá lóc hồi nấu chua luôn. Nay còn ba cái lưới hư mấy bạn ơi. Thu dọn tàn cuộc đem về mình sửa tiếp tục. Rồi thành quả bữa nay là đó là nói chung là lạc vô cái động gắn hổ mây nha cả nhà. Khỏi tắt ra hay là bắt ra? Hả? Cầm nguyên chút đó được. Mấy con? Không nhớ. Cái 6 con không? Nhưng con chết này 5 con sống đó. Đầu 5 cái đầu đó. Cứ từ từ. Dưới đó 3 cái đầu nữa kìa. Là 5 con hả ta? Ừ. Phải không nghe kỹ nha. Thôi lên đi còn chút biết. 5 cái đầu đó. Rồi nghe mình bắt ra chụp cho cả nhà xem nha. Xem nha. Ủa giờ đây con đó luôn Tâm. Rồi bữa nay anh em mình biết đuôi. Con đó nãy em mình nó chụp nghe cả nhà. Cái con cục đuôi. Nó mạnh đó. Chứ con khúc nó quơ quá. Rồi, như đây cả nhà. Cục chân nó rít luôn. Rồi, bữa nay anh em mình lạc vô cái động gắn hổ mây nha cả nhà. Đó, trời ơi nó dài kìa. Rồi thôi cho anh em mình
chào cả nhà clip này nha, chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha. Này không phải máu mà tại nó chày nó bị tím nha cả nhà. Quấn lưới. Này mình dục hết hai con nữa nha mấy bạn. Rồi cho anh em mình kết thúc clip này nha. Rồi chào cả nhà luôn Tâm ơi. Rồi chào cả nhà. Rồi bye bye, chào cả nhà nha.